mặt lớp đời làm lính mà thôi đôi diện đây rồi. Các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay, chúng ta đang được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng cấu hình của cặp loa siêu khủng đến từ Nhật Bản, nổi tiếng của hãng Pioneer với model Pioneer S9500. Đây là một trong những cặp loa sở hữu cấu hình sang trọng bậc nhất trên giới audio và cũng là hạng nặng của phân khúc Bass 32 thống lĩnh tập cẩm các dòng loa. Nó có thể so đo uy lực của giải trầm mạnh mẽ với bất kỳ một cặp loa nào trong phân khúc Bass 32. Điều này tôi lưu ý và nhấn mạnh với quý vị ngay từ đoạn đầu clip trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Mời anh em cùng chiêm ngưỡng và ngắm nhìn cấu hình siêu khủng trước máy quay. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó có giá trị và xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo. Một trong những cặp loa mà tôi lưu ý rằng rất hiếm khi quý vị mới nhìn và được chiêm ngưỡng những cặp loa đẹp và mới tinh như cặp S9500 trước máy quay. Ở địa bàn trong nước rất ít khi. Với câu cửa miệng hay gọi chung rằng những cặp loa bãi, chúng ta có thể ngắm nhìn với S9500 trên kênh của Toàn Audio Nam Định, quý vị sẽ khó mà tìm kiếm được những cặp loa đẹp thứ hai. Có lẽ rằng tôi đã bán rất nhiều loa, nhưng khi mà ngắm nhìn được sở hữu thực tế cặp loa này, chúng ta sẽ thấy được rằng hoàn toàn nó sẽ không có đối thủ. Quý vị có thể mua được những cặp loa độ mới bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa. Để so đo với cặp loa trước máy quay, chúng ta có thể thấy được giá trị đích thực. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng về phía mặt trước. Ở đây thì quý vị đang được chiêm ngưỡng cặp S9500 đến từ Nhật Bản, nổi tiếng và là phân khúc hạng nặng nhất của hãng Pioneer. Sở hữu chiều cao xích soát 70, chiều ngang 39cm. Công suất sở hữu ở ngưỡng 360W cho cặp loa này. Trở kháng 8 ohm. Được trang bị bát kép 32 mà chúng ta sẽ thấy rõ nhất trong đoạn clip này. Trọng lượng 70kg. Phần công suất chúng ta thấy được rằng nó có công suất lớn tới gần gấp 2 cặp 180A hoặc HPM100. Và chúng ta sẽ thấy được rằng công lực của nó sẽ gấp 2 là điều không bàn cãi. Tất cả phần thùng vân gỗ, bóng soi gương của S9500, chúng ta có thể soi gương từ mọi vị trí. Với cấu hình được trang bị một bát súp siêu khủng đường kính 32cm. Với quả bát này chúng ta sẽ thấy được rằng quả từ của nó dày gấp 2 các dòng bát súp thông thường và nó lớn tới 20cm. 20cm có dư. Trang bị hai côn. Phía bên trái chúng ta nhìn thấy một côn và phía bên phải chúng ta nhìn thấy một côn. Bởi vậy công lực của nó sẽ được nhân đôi trên quả bát siêu khủng. Nằm trong top bậc nhất trên giới audio, có thể so sánh với uy lực bất kỳ một cặp loa nào. Bát 30 cũng như bát 32. Một trung đôm cầu bi với đường kính của nó là 18 phân và nó có cái nam châm từ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng tôi gọi là 18, thực ra cái việc vành của nó lên tới gần 20 và cái từ này của nó lớn tới khoảng tầm 18 phân rồi, gần 18 phân. Nguyên một cái nam châm từ nó to như cái bát tô, chúng ta có thể thấy được rằng từ cộng dây của nó đã giá trị, dây của nó chạy dây kép, bởi vậy nó mang lại cho NH cực kỳ là tuyệt vời. Một quả siêu check hạng nặng dòng Digital đắt giá nhất hãng cũng được trang bị trên cặp S9500. Như vậy sơ bộ chúng ta đã thấy rõ được cấu hình của cặp loa có trọng lượng 70kg. Cấu hình khủng hết tầm chơi. Uy lực tôi cũng có thể nói một câu cửa miệng rằng nó là vô đối ở phân khúc Bass 32. Đó, quý vị nhìn hai côn này, bên trái và bên phải.
Và tiếp theo thì chúng ta cùng ngắm nhìn. Tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm phần nội thất phía bên trong cũng như là phần phân tầng. Bây giờ tôi sẽ cắm đây, cho trên máy bạn cắm cái chiếc bên phải vào trước và chúng ta sẽ hoàn thiện chiếc bên phải cho quý vị ngắm nhìn phía mặt trước của cặp loa, trong khi tôi thao tác quý vị cùng thưởng thức âm nhạc của cấu hình phía đằng sau. Một siêu phẩm cặp Onkyo Stepter 10 Gold nặng gần 1 tạ, bát xúc 40 và kèn gang siêu khủng hơn của JBL 4344 và con âm ni Sunsui G5700G đến từ Nhật Bản. Cấu hình com nền sang trọng bậc nhất trên giới audio hết tầm chơi. Quý vị cùng ngắm nhìn cũng như cùng nghe và thưởng thức, trong khi tôi thao tác sẽ lắp lại một chiếc cho quý vị cùng trải nghiệm. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngang nhiên nên diệu say mê. Tôi tớ đi hoang nghìn đêm trốn thủ, phần ba cuối đời hoang vế sau lưng. Nay góp mặt góp đời làm linh. Quý vị cùng quan sát, đây là phần bên trong của nó là cái bảng phân tần và chúng ta sẽ thấy rõ nhất này, các cọng dây phân tần của nó này to như cái đũa đó, và tụ này, quý vị nhìn tụ và trở này, nó có tới hai bảng phân tần luôn ạ. Đó quý vị quan sát này, tôi sẽ ghé máy ở phía bên trong của nó là một bảng rất lớn này, nguyên con tụ to như cái cốc luôn này, các cuộn dây đồng này, hai bảng phân tần và của nó còn mới tinh luôn ạ. Những cặp loa cũng hết tầm chơi mà chúng ta sẽ thấy giá trị đích thực. Ok, như vậy chúng ta đã lướt qua phần thông số và tôi lại thao tác sẽ nắp và hoàn chỉnh lại cho chúng ta cùng trải nghiệm. Mỗi một đoạn clip review như thế này thì nó rất là mất thời gian, bởi vậy chúng ta sẽ chờ trong ít phút vừa thưởng thức nghe nhạc cũng như tôi sẽ thao tác và sẽ nắp lại cấu hình này. Từng đêm với
áp xong và chúng ta cùng ngắm nhìn dung nhan mẫu hình sang trọng bậc nhất của cặp loa VRS 9500. Quý vị có thể thấy được rằng chúng ta cùng ngắm nhìn lại toàn thể tổng thể của cặp loa còn đang mới như khui thùng với cặp S9500. Trước máy quay chúng ta đang được ngắm nhìn lại lần cuối cùng với siêu phẩm loa. Sở hữu nguyên phần vỏ bóng piano có thể soi gương với phần thùng gỗ lặng đẹp bậc nhất trên giới audio của các dòng thùng gỗ. Bát súp 32 nặng 70kg. Với phong cách sang trọng và đẳng cấp là có thừa. Ở mặt trước thì chúng ta thấy rằng tôi vừa giới thiệu phần nội thất thì một bát súp đường kính 32cm với từ lớn tới trên 20, tôi gọi là 20, dạng từ ống dày và lớn tới 20cm, gân mút cao su và sở hữu hai cuộn côn, có nghĩa là hay còn gọi cách khác là từ kép, từ đôi. Bởi vậy công lực của nó sẽ được nhân đôi. Trên cái thùng của nó đóng rất dày và ống hơi thở về mặt trước, hoàn toàn uy lực của giải trầm là vô đối trong thập cẩm các dòng loa mà chúng ta thấy rằng ở phần khúc bát 30 cũng như bát 32. Đây là ưu điểm đầu tiên của S9500. Phân tần siêu khủng và bảng điều chỉnh một trung âm và một check phía dưới cùng, cũng như biểu đồ của hãng. Phần bên trên là quả trung đôm cầu bi với đường kính lớn tới gần 20 phân và nó có cái lam châm từ lớn tới gần 18cm. Nguyên phần trước nồi nó như là một nửa quả bóng, người ta gọi là trung đôm cầu bi. Một quả siêu check digital, dòng đắt giá và nổi tiếng nhất hãng cũng được thiết kế trên model S9500. Chúng ta có thể soi gương ở bất kỳ một vị trí nào trên cặp loa siêu đẹp này. Tôi lưu ý rằng gọi câu cửa miệng như từ đầu đoạn clip là loa bãi. Có những cặp loa đã tới lúc vất đi, mà người nước ngoài đã vất đi thì có lẽ rằng người trong nước thì cũng vất đi rồi ạ. Mông má hay khôi phục tút tát lại. Nhưng cũng có những cặp loa được gọi rằng loa bãi, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng nó đẹp. Nó đẹp tới từng cm mà khiến cho không ít những anh em phải tem thua với cấu hình của cặp loa siêu khủng này. Với cấu hình này thì chất âm có lẽ rằng chúng ta đã thấy rõ. Tôi không có lời nào để miêu tả hay ho hơn. Quý vị quan sát cũng như nghe ngóng thông tin với công suất 360W và cấu hình như tôi đã giới thiệu chi tiết trên cặp loa đến từ Nhật Bản của hãng Pioneer, một trong những model khủng nhất hãng ở phân khúc bát 32, hoặc nó có thể so đo với bất kỳ một cặp loa của hãng nào trên thị trường audio ở trong phân khúc tầm giá. Thì chúng ta thấy được rằng từ ví dụ đối chiếu từ những cặp loa JBL L100 Century đắt đỏ hơn cặp loa này, hoặc bắt đầu so xuống cặp Pioneer 933, có lẽ rằng với 9500 này thì hoàn toàn chúng ta sẽ thấy rõ được rằng nó ưu việt hơn rất là nhiều của cặp loa siêu đẹp đến từ Nhật Bản trên kênh của Toàn Audio 0966866552. Xin chân thành cảm ơn luôn dành cho những anh em với phong cách màu nẻ nhất, với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.